Xin chào các bạn. Các bạn ơi, mình là gấu trúc nè. Tớ là chuột đây. Và ngày hôm nay chúng tớ sẽ đi tìm những người bạn gấu trúc và chuột của mình ở trong nhà sách. Bây giờ cùng đi với chúng tớ nha. Ok. Wow, bạn Hà nhìn này, ở đây thì có rất là nhiều bút hình gấu trúc luôn các bạn ạ. Tớ không nhìn thấy chuột đâu mà tớ nhìn thấy gấu trúc rất là nhiều luôn các bạn ạ. Nhìn này, ở đây là thế giới của gấu trúc rồi. Để tớ tìm xem có chuột nào không ạ. Tớ sẽ lấy một bạn gấu trúc này về các bạn ơi. Nhìn cái te chua. Các bạn ơi, tớ thấy chuột rồi. Đâu, đâu? Lắm các bạn ạ. Đâu, tớ xem này, nào. Chuột thay đổi hình dạng các bạn. Nhìn này. Đây là chuột lại gấu rồi các bạn ơi. Đây là bạn gấu trúc của tớ đang leo cây đấy. Trời ơi, có te đấy nhờ. Các bạn kiểu gì đi đâu, tao thấy gấu trúc rồi các bạn ơi. Không biết chuột là ẩn ở tận đâu, chắc chuột trong hang hết rồi. Ồ, tớ nghĩ là bị bạn mèo bắt hết rồi. Để tớ lại phải đi tìm bạn mèo để cứu bạn cho ta. Đúng rồi, bạn phải đi tìm mèo đi. Tớ đi tìm mèo đây. Còn tớ thì sẽ đi tìm gấu trúc của tớ để xem ở bên này còn nữa không. Các bạn ơi, ở đây là khu đất lặn này, có rất là nhiều màu đẹp. Tớ đã nhìn thấy bạn gấu trúc đầu tiên rồi. Đây, đây hình như là một sticker bạn gấu trúc đây. Ở đây nữa nè. Ở đây thì có một bạn cười híp mắt luôn, như là bạn ấy đang cầm cây trúc đây. Hai món đầu tiên của tớ đã tìm được rồi. Các bạn ơi, các bạn có thích chơi trò chơi đập chuột không? Ở đây này. Đây. Ở đây thì có rất là nhiều móc khóa đập chuột size mini luôn. Nhìn này, đây có màu hồng nhá. Đây màu vàng này. Màu xanh này, ui bao la bát ngát luôn. Đây các bạn ơi, cái nào tớ muốn lấy luôn. Tớ sẽ lấy hết tất cả các màu cho các bạn ngắm nhé. Đó. Đây. Đây nữa nè. Trong các màu này các bạn sẽ thích màu nào? Bây giờ mình sẽ chơi như thế này này. Đây là những con chuột nhá. Con nào nhô lên mình sẽ bấm teng. Bấm này. Mà bấm phải nhanh tay nhá các bạn. Mình sẽ chơi hai người với nhau thì sẽ rất là thích luôn. Cả cọc này có khi tớ mua về hết luôn, tớ cho bạn Hằng này, bạn Tuyết này, bạn Hùng này với tớ là 4 bộ luôn. Thế là 4 người chơi với nhau cực thích luôn. Ừ, các bạn ơi, bạn gấu trúc của tớ bảo rằng ở đây có hộp bút hình gấu trúc đấy. Chúng ta cùng xem nào. Chào bạn Hà, nhìn bạn lại mua được gấu trúc rồi á. Đây là một chiếc hộp bút hình bạn gấu trúc đây. Tớ tìm được một hộp màu nè, có bạn chuột ở đây nè. Bạn làm sao vậy? Đây là bạn gấu mà. Nhưng mà bạn này giống chuột mà. Đâu có đâu, bạn chuột á, cái mũi bạn ấy dài cơ. Nhưng mà tớ thấy bạn này giống chuột quá, tại vì ở đây cũng có ghi chữ gấu đâu. Gấu mình công nhận chứ. Nhưng mà mình nhìn hình là mình biết luôn mà. Để tớ sang tìm hộ bạn đi. Đâu tìm hộ tớ. Đây. Đây. Bạn chuột này. Đây là bạn chuột á. Đây nè, bạn không nhìn thấy cái mũi rồi cái râu của bạn ấy à. Sao bạn này giống bạn mèo ấy nhở. Đâu, các bạn ơi, đây là bạn chuột mà đúng không? Bạn Tuyết bảo bạn chuột tớ biết á, từ vừa nãy tớ nhìn nhưng mà tớ chẳng biết là bạn gì luôn. Trời ơi, bạn này tớ thấy giống nhất tớ lấy luôn. Trời ơi, đây là bạn gấu đi chợ. Thế đó, tớ sẽ lấy cái này. Bạn chuột rất là nhiều luôn nè. Đây còn có cả hình mặt chuột bé luôn. Hóa ra ở đây tất cả đều là chuột. Lần đầu tiên tớ biết cái bạn này là chuột luôn á. Trời ơi, thế mà thực hiện thử thách bạn ấy đi tìm chuột thì có khi nào bạn ấy lại bắt con mèo không ta? Cái hình nào nó chuột rõ ràng thì tớ sẽ lấy, làm sao mà con mua được. Thôi thì bây giờ mình đi tìm tiếp đi. Các bạn ơi, tớ tìm từ nãy giờ chưa thấy chuột đâu các bạn ạ. Nhìn giỏ tớ này. Nhiều chưa các bạn ơi, vừa nãy tớ lấy được hộp màu nhưng mà tớ cứ phân vân không biết đấy có phải là bạn chuột thật không, tớ lại treo lại rồi. Giờ tớ sẽ đi tìm bạn chuột. Ở đây thì có rất là nhiều đồ lưu niệm này, đây có những cái tượng này. Cũng không biết có cái nào là của bạn chuột không ta. Các bạn ơi, tớ nhìn thấy rồi, Đây này, một bạn chuột ở trong lọ luôn nha. Tớ sẽ để đây. Đây nữa các bạn ơi, đây. Nhìn nè, ở đây có hai bạn chuột này. Ui, bạn này cái răng thò ra này, nhìn ạ, hồng nha. Còn bạn này màu xanh này đẹp quá, nhìn rất là man mắt luôn. Mà nhiều quá, tao biết lấy bạn nào bây giờ. Thế lấy bạn này đi. Không, cho tao cũng không lấy luôn. Bạn này đáng yêu cute đây, bạn muốn nuôi đấy. Đáng yêu cute tốn cơm cực gạo các bạn ạ. Nhưng mà nhìn nè, tao tìm một bạn gấu trúc rất là đáng yêu đúng không? Các bạn ơi, đây đâu phải gấu trúc, đây là chuột của tớ mà. Đâu, gấu trúc của tớ mà. Đây là chuột của tớ mà. Của tớ. Các bạn ơi, đây là chuột của cô bạn. Đây bạn. Mà nhìn lại xem, đây đâu phải là chuột đâu. Các bạn ơi, đây là chuột chứ ai bảo đây là gấu trúc. Gấu trúc thì phải có màu trắng màu đen đúng không các bạn? Nhưng mà tối nhìn lại á, hình như đây là bạn cún mà, đúng không các bạn? Thế là không. Nhìn lại hình như cũng là bạn cún thật á. Không phải chuột mà cũng không phải gấu trúc luôn. Thế là cả hai đứa mình cùng nhầm luôn các bạn ơi. Thế bạn không lấy chuột à?
Có, tớ đi một vòng để tớ lựa ra cho tớ chỉ lấy một bạn thôi. Bạn chuột á, bạn nào cũng xấu xí lại còn lựa bạn đẹp nữa hả? Bạn nghĩ bạn này mà xấu hả? Bạn ơi, các bạn ơi nhìn này, bạn này mà xấu hả? Phải kiểm tra lại cái thẩm mỹ của bạn ấy thôi. Đúng hơi cười tên một xíu thôi. Ồ, nhìn này. Ồ, đây lại bạn chuột nữa nè. Trời ơi, sao mà cười tên bạn này béo thế? Bạn này thì béo chênh vai. Ở đây bạn này thì có hình trái tim, ôi bạn này nhỏ hơn. Bạn này ra này, nhìn bạn chuột này này. Bạn này e ấp bạn ngủ kìa. Nhìn thấy không? Ê, đấy, bạn ấy e thẹn, bạn ấy đang cầm trái tim mà. Bây giờ cho Tuyết phát biểu lại á, bạn chuột thế nào, có xấu xí không? Bạn chuột rất là cute và đáng yêu. Đây, cute nhất là cái bạn này này. Ồ? Đây cũng là chuột nha các bạn nha. Ờ, tớ tưởng là cái đồng hồ cơ. Không, bạn chuột này bên trong là có thể phát sáng luôn á, mình bật lên là sáng luôn á. Thôi, bạn lấy bạn chuột của bạn đi, còn tớ phải đi tìm cấu trúc của tớ đây. Thì bye bye bạn nha. Các bạn ơi, tớ phải lấy bạn này nha. Các bạn ơi, tớ nhìn thấy bạn gấu trúc ở trên này này. Ở đây rồi, thì có rất là quá. Nhiều bạn gấu trúc nè. Đây hình như là giấy để góp các bạn ạ. Đây, ở đây có rất là nhiều hình luôn. Bạn gấu trúc nè. Ồ, có nhiều hình khác nữa đây. Tên tên, đây là bạn gấu trúc luôn. Ui, nhìn đẹp chưa nè. Cái thì hình trái tim, cái thì hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật. Mình lấy hai cái luôn các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, tớ lại tìm thấy chuột rồi này, nhìn này. Ôi, bạn chuột này ngồi thong dong với bạn gái của bạn ý sao ấy. Đây này, bạn gái đây chắc là ngồi họ bạn gái màu hồng á các bạn. Tớ sẽ lấy hai bạn này nhá, nhìn yêu đúng không? Ở đây thì có rất là nhiều chiếc gọt bút chì đẹp các bạn ạ. Đây, ví dụ đây là một chiếc gọt bút chì. Ủa, cái này là cái gì vậy ta? Hình như là hai con mắt các bạn ơi. Nhưng mà không đẩy lên được. À, còn đây thì là bạn gấu trúc mà tớ đang tìm kiếm nè. Người bạn của bạn gấu trúc tớ đấy. Để xem có bạn chuột hộ bạn Hà không. Hình như là không có bạn chuột mất rồi. Tìm xem nữa nào. Thường là dụng cụ học tập tớ thấy là hay có cả bạn gấu luôn. Ví dụ là bút nè. Bút thước này. À, đây. Một chiếc thước kẻ hình bạn gấu trúc luôn. Ai mà đam mê gấu trúc thì tớ nghĩ rằng dụng cụ học tập đây bạn gấu trúc các bạn nhỉ. Bây giờ bạn gấu trúc sẽ mời bạn chuột uống nước. Ok, cảm ơn gấu trúc trước. Nào, uống nước nào. Hai bạn. Nước của bạn gấu trúc sáng ngon quá. Đâu phải nước đâu, đây là sữa mà. Sữa nhưng mà bạn gấu trúc bảo là nước mà. Ồ, tính nhầm. Mà bạn chuột được uống nước rồi thì bây giờ bạn phải đi tìm đồng đội đi. Ha, thế thôi chuột đi tìm đồng đội đây. Bye bye gấu trúc nha. Bye bye. Các bạn ơi, bây giờ tớ sẽ phải đi pha một ly sữa nóng để mời bạn khác đây. Các bạn nhìn thấy cái gì đây không? Ở đây thì có 3 bạn gấu trúc luôn. À, không phải là 3 các bạn ạ, mà là đằng sau thì rất là nhiều luôn. Các bạn có biết đây là cái gì không? Cái này chính là kẹp giấy đấy, kẹp ghim á. Đây, bạn gấu trúc cute đúng không nào? Tớ sẽ lấy một chiếc này. Tinh tinh, và đây là 2 chiếc đồng hồ mini hình bạn gấu trúc nè. Cute chưa các bạn? Ten ten, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy những chiếc kẹp tóc gấu trúc này như nào? Có xinh không? Bây giờ tôi sẽ kẹp cho các bạn xem nhé. Đây là một bạn gấu trúc, bạn ấy sẽ bám lên đầu mình. Ý bà ơi, xinh thế nhờ. Còn đây đúng là đầu gấu trúc rồi nè. Còn một chiếc thì tôi sẽ kẹp lên đầu của bạn chuột. Ví dụ đây là bạn chuột nè. Đây. Nhưng mà chuột chỉ kẹp chuột thôi, chuột kẹp gấu trúc để gì, gấu trúc to hơn chuột đẹp đẹp chuột à. Gấu trúc cũng đẹp mà. Thì đẹp nhưng mà ý là bạn ấy to, bạn ấy đẹp đẹp tớ luôn á. Ở đây thì tớ cần có thêm một bạn gấu trúc nữa nè. Các bạn biết gì không, kẹp tóc thì có rất là nhiều hình bạn gấu trúc đây. Đây, điển hình là đây này, tớ lấy cho bạn một hình tóc này đúng không? Ui, cute thế. Cái này là chôn bột tóc luôn á. Các bạn ơi, các bạn thấy những món đồ gấu trúc và chuột chúng tớ mua ngày hôm nay có đẹp không nào? Nếu mà thấy đẹp thì nhớ để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Cả bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.